Term 26, CFPB, Consumer Financial Protection Bureau. CFPB stands for Consumer Financial Protection Bureau. It's an independent agency of the United States government responsible for consumer protection in the financial sector, including real estate. Here's CFPB's roles. 1. Protects consumers from unfair practices by banks, lenders, and other financial institutions in areas like mortgages, credit cards, and debt collection. 2. Enforces regulations related to consumer financial products and services. 3. Provides educational materials to help consumers understand financial products and make informed decisions. 4. Accepts complaints from consumers who believe they have been treated unfairly by a financial institution. Thuật ngữ số 26, CFPB, Cục Bảo vệ Tài chính Người Tiêu Dùng. CFPB là viết tắt của Cục Bảo vệ Tài chính Người Tiêu Dùng. Đây là cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính, bao gồm cả bất động sản. Dưới đây là các vai trò của CFPB. 1. Bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi không công bằng của ngân hàng, người cho vay và các tổ chức tài chính khác trong các lĩnh vực vay thế chấp, thẻ tín dụng và đòi nợ. 2. Ban hành các quy định liên quan đến sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng. 3. Cung cấp tài liệu giáo dục để giúp người tiêu dùng hiểu các sản phẩm tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt. 4. Tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng khi cho rằng họ bị tổ chức tài chính đối xử bất công.